Em có thông tin căn nhà tại thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện là Sóc Sơn. Diện tích là 235 m2, gửi tới các quý anh chị. Đây chính là thông tin của căn nhà này. Tính từ mép tường này, tính từ mép tường gạch này, anh chị hất vào tới hết tới cột điện ở phía sau đây. Đây là đường đi vào trong nhà. Đây chính là lối đi của lô đất này, là một thửa đất khác. Đây là lối đi vào trong nhà đây. Lối này ô tô vào thoải mái nhé anh chị. Chỗ này hơi ngoặt một chút, tuy nhiên ô tô vào thoải mái. Đường rộng thênh thang. Đường ở ngoài Biển Đông kia là đường rộng thênh thang. Ô tô vào đây rất là dễ. Lô đất này có mặt tiền theo đường vào là 8m53, chiều sâu dịch xuống là 14m2. Đây là đường vỉa làng, phía dưới này là phía dưới kia chính là mặt trục kinh doanh rất là đẹp. Bên dưới này đây, dân cư rất là sầm uất. Hướng đi này các anh chị chạy thẳng ra trục chính liên thôn, đường trải nhựa. Còn hướng này thì chạy ra chợ Thanh Trí, kinh doanh vô cùng đẳng cấp. Tiện ích ở đây cũng khá là đầy đủ. Ba bước chân thì các anh chị ra tới mặt trải nhựa, kinh doanh rất là thấm uất. Đây là lối đi vào này. Lô đất này là đất phun thổ cư sổ cũ từ năm 2015. Trên đường vào hàng xóm nhà số 01. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này, cần thương lượng giá, cần hỗ trợ pháp lý thì liên hệ trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn có dịch vụ đo đạc, đăng ký biến động đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hỗ trợ xử lý một số các thủ tục pháp lý liên quan tới bất động sản khác, cũng như có hỗ trợ vay vốn. Các anh chị quan tâm thì bình luận ở bên dưới của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.